Đây là cái sáo bầu, nó được làm bằng nhựa, nhựa cứng và rất là chắc chắn. Cái sáo này nó có lưỡi làm đồng ở đây và có hai lưỡi làm hai bên nữa. Nó có giá là 300.000 đồng và được tặng kèm theo một cái hộp giá như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp, tặng kèm một hộp giá rất là chắc chắn và nó không rơi cũng không vỡ được. Khi mà cho vào cái hộp giá, bây giờ tôi sẽ thả này. Đấy, cái hộp này là bằng xốp rất là dày và được bọc giá ở bên ngoài. Bây giờ tôi sẽ thổi để các bạn biết được nó hay thế nào. Nó có một cái bè ở đây, hai bè hai bên. Thổi cái ba chỉ khăn piêu chẳng hạn, đây nó có bè đấy, đẩy vào và rút ra. Và đóng hết tất cả bè lại. Đó là những gì cái sáo này nó làm được. Nó làm như những cái sáo mèo ngáng bình thường, vì nó cũng có cái lưỡi gà ở trong này, lưỡi làm bằng đồng này, nó rất là chắc chắn. Và khi nắp nó vào thì nó sẽ được bảo quản rất là kỹ. Các bạn lưu ý là không được đồng vào cái làm đồng này, bởi vì đồng xong thì nó sẽ dễ rất là bị hỏng. Còn khi chúng ta thổi như này thì không sao, thổi xong cứ lau cho sạch, dùng cái áo này lau cũng được, xong mình cất nó đi. Đây là những gì về cái sáo bầu. Nó có giá là 300.000 đồng, chỉ cần để lại số điện thoại hoặc là gọi điện cho chúng tôi. Và nó cũng đi kèm nữa là một cái sáo bầu khác. Nó này là cũng là như cái sáo bầu kia, nhưng chỉ là màu khác thôi. Nó cũng được bọc đầu nhựa cứng và được bọc một vòng inox. Đây là inox thật nhé. Những cái chỗ này là inox thật và nó không rỉ được. Và nó là rất chắc, đặc biệt là nó có hai cái bè. Có một số cái loài sáo bầu nó chỉ có một bè thôi, thì nó bè không hay lắm, thì nó có một loài này là loài hai bè, có thể kéo ra rút ra bình thường. Và các bạn chỉ cần để lại số điện thoại hoặc là gọi điện cho chúng tôi theo 0989 666 944 thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về cái sáo bầu này.